Chưa bạn, mới có 4:25 thôi. Trong cái tối nghỉ, hôm nay được 100.000 rồi. Hôm nay bà được 100.000 rồi. Đây đang thuê các cụ để đóng bầu ươm cây. Tạo điều kiện là các bà. Ngày các bà đóng được 200.000. Có hai bà đang đóng bên kia. Hai bà đang làm bên kia. Bà nào, bà nào đây? Bà nào với bà nào làm bên đây đây? Đang đóng bầu để ươm cây. Em chào anh Phương. Lâu rồi quên thằng em chả chịu vào đây chơi nhỉ, anh nhỉ? Em cho anh xem cái đào thất thốn của em này. Đỉnh cao. Cây 10 tuổi anh ạ. Cái này Tết là lở hoa 100%. Gốc to lắm. Gieo hạt. Em chờ. Đào thất thốn em ạ. Đóng bầu anh ạ, chứ không phải có bầu. Đào thất thốn giống như nhà Thương Thúy ấy. Đúng là hoa cánh nó to, nó dày cánh. Màu nó màu bích đẹp lắm. Anh mua cây này 12 triệu. Đào hạt. Cây 10 tuổi mà. Mua mấy cây to còn đâu, là mua một lô là 8 tuổi ấy. Cây 8 tuổi có 7 triệu một cây thôi. Đây nhưng cây kia có 7 triệu một cây. Không phải, đây nó đào từ hạt ra luôn, không phải ghép gì cả. Cứ thế này là ăn luôn. Đấy. Cứ ăn luôn. Anh ơi, có gà anh Phương ơi. Đấy, cây này là em trồng vào cái gốc bơ mu này. Người ta chăm cây này 10 tuổi em bảo bán được bằng ấy tiền. Em này em thác đổ vào này. Đấy mà sao thay cái chậu cứ vào cái này. Đấy. Đợt tới cho chúng nó đóng nhiều chút đấy, đóng đấy. Thôi có thời gian thì mình sơn sau. Sơn nó nổi ấy. Bên này là bên chân dài. Cắt tỉa ấy, thuê mất 15.000 một cây đấy. Đây hôm nay gọi cả cô em gái về để cắt cây này, thợ ăn lội đây. Chuyên viên về cây trồng ấy. Đấy, tỉa cây ra trò phết đấy. Chuẩn đấy, đấy. Để bụp biết cái này chuẩn không? Đấy. Còn rất là nhiều cây. Điều. Mấy chục cây rồi. Lúc nào ông kêu mệt, lúc thì kêu đau chân. Bắt gà vào rồi là phải thả gà ra. Xong rồi em để một đống bí của bà trồng, bí lép ngon. Cắt rồi đấy. Đâu? Mạnh yếu thế nhỉ? Đấy. Đây thuê em chân ngắn tới lách này là cũng từ Hà Nội về. Đấy, vừa phải giả 2 triệu tiền công sáng nay. Bây giờ mới cắt được mấy cây. Ăn ngủ với chủ luôn. Riêng em này. Không, tới đây tao không theo ngủ đâu. Đấy là công hành quá thì em đi đường kia. Nhá. Đấy cây cắt tỉa ra để trồng này. Em cho các bác ngắm hoa lan của em này. Được tí mưa vào cây nó nổi hoa quá. Đẹp. Cây này năm nay là khoảng 100 bông. Ấy có mưa vào đúng thật. Mạng yếu quá nhỉ. Hai hôm nữa thì em chuyển lán để tránh rét. Giờ anh em đang ở dưới kia dọn vườn chuẩn bị xong. Phục vụ cho đợt chuyển lán tránh rét. Đây gà này anh Phương này. Hồng cổ. Em tự chết ra đấy. Đây khu lan giống. Về đến nơi nên khu đăng. Khu mai.
tên là Khung Mai, rộng thính thang cho bác Quang. Tên là Khung Nhất Chi Mai, này chú ơi, sao lấp có tí đất vào đây đây, thằng nào trồng cái này đây, lấp hẳn vào đây, dưới cái cỏ đi, mai sao đỡ phải nhổ, lấp cẩn thận đây này, lấp cho bằng cây vào, không là trời nó mưa vài hôm mà nó trúng vào đấy là cây nó chết đấy. Có đất trồng rộng hơn một tí thì tốt, vì đất trồng nhiều quá nên là phải trồng dày này. Ôi chú ơi, sao chú này trồng ra chú này xa thế? Sao cây không trồng ở giữa này? Để hai cây lại thưa quá, không trồng đây này. Đây là trồng ở giữa này chứ. Đào hố to ra một tí nữa. To hẳn ra. Xong là trồng ở giữa, đừng có đặt cây vào đây nhá. Đặt cây vào đây là không được nhá. Em cút thì cây vào một tí, xong là mình để giữa vào cây này. Không bộ dế ra sang bên này là không được. Cho thêm tí vật gà nữa, trộn đều lên. Nè. Nhiều hơn tí. Nè. Sao cho vào cái xô bốc? Ở đây không có xô, có một cái... Không có, bên nhà đầy xô cả. Lấy mấy cái xô ra mà đựng bùn. Đấy, em cứ đào to hố ra cho anh. Trộn đều lên xong nào. Cho một lớp đất mỏng ấy. Tá, cho một lớp đất mỏng nó không nhảy, nó sót cây nó chết. Nó dặn từ cái hôm nọ cho rồi xong em san đất, đất mỏng lên đây. Không ai sao nó sót nó chết đấy. Ở đâu anh mua từ đây, ủ lâu rồi. Là em mai sau nó mà lở hoa ra mới kinh khủng này. Ủ lâu em mai sau lở hoa thì thôi rồi luôn. Màu hồng hết. Cây này mà ở lở ngoài trời nó ra màu hồng hết. Cả khu này là trồng mai hết. À đây có một khu to cao đây à? Tối nay là tưới cái cây này thôi, còn các cây khác không phải tưới, tối nay mình chỉ tưới cây mới này thôi. Sáng nay trồng thì tưới cái dế cho anh nha. Là một cái, hơn một lắp là một cái ấy kia. Hơn một lắp một cái xanh kia. Mang mấy cái xô đây. Mang mấy cái xô đây để ấy, để đựng nước. Cho nó nhanh. Cái bình ozoa, có hai cái bình ozoa xanh đây. Cái ở trong kia có cái đầu phun ở chỗ mà cây mai đấy. Cắm vào cái đầu cây mà phun vào đây, phun cho nó chắc dế vào. Sáng mai à? Nó để xem tối trời mưa không? Mai, nó sáng mai tới kích dế vào thôi. Hả? Tả phim nó đang báo hôm nay mưa mà. 3 ngày nữa. 2 hôm nay thì mới chuyển lan. 24. Con tuần này chuyển cây xuống ấy nó mới đẹp, nó ở Lào Cai nó mà trời như này. Lúc mà tưới kích dế phải lắc, lúc nào cứ đổ lắp ra phải lắc đều cái đấy lên nhá, nó mới đều đều cái thuốc kích dế nhá. Nghe vậy chắc là trồng 5 ngày nó mới xong. Hôm mai chắc chỉ có thêm thằng lở bé nó trồng thôi. Còn thì hai thằng kia nó vẫn ghép lan. Ở mai nó về ghép lan. Không biết. Chắc hôm nay là xong. Ai? Sao?
thằng Tả bảo đang nhúng bùn vào để giữ. Giống nào ấy mà tuần giờ mưa này. Hả? Tháng này giống tháng này. Đây vào nó ghép giống on liềm. Nó liều quá nhiều thế cả. Chắc là còn ghép được 4 chậu nữa. Thế là không bán chậu nhỏ nữa. Này. Có chậu nhỏ nó mà bán. Ờ. Vâng chú ạ, trồng ngay để cho nó cao cây. Nó cả mẹ ghép cho hết rồi chứ. Hả? Chẳng mình có tí. Chào cú Đức. Cái đôi găng tay của ai hôm trồng ở Đá Thất Thốn kia đây? Chỗ nào thấy vứt găng tay? Hôm nay mấy giờ về hả Tà? Hôm nay mấy giờ về tới nhà? Sáng nay. Ờ. Mà em mang quần áo xuống đây chưa? Chưa. Phải mang quần áo đây đi. Tối em để mang quần. Ờ. Thế tối về nhà ăn cơm gì? Thế. Chắc có khả năng về nhà ăn xong mới ra ngủ đây. Ờ, ngồi đây không để mai còn trồng cây. Đang tiểu ra đây, xem là ông có tiền cho tôi vay ít à? Đợt tới đang mất thêm 200 triệu là Thất Thốn rồi mà chưa tiền để lấy cây. Đây. Đấy xong. Cái rãnh á. Đấy mình quốc kia, mình quốc sâu căng. Cây. Mới tội là bên này nó vướng hoa ly mất rồi. Tí vào kia lấy một cái bạt để che cái, để gọn cái vào để che cái ấy vào cho anh nhá. Cái vôi cái cho anh nhá. Đấy, anh thuê đất ba nhà đấy chứ. Gì? Trở về em gì? Trở trở đâu? Mua rồi à? Thì tối không ăn cơm này à? Tối về gì? Tối về sáng mang quần áo xuống. Ông chồng. Ừ. Sáng để xem sướng được thì sướng. Không phải để xem. Vỡ vẩn làm phải tiêm phải xong mấy hôm nữa trồng hết cây đấy chứ. Nhưng mà có ngại có lúc không sướng được thật đấy. Không sao không xuống được. Mẹ em đi có 2 hôm mày đã nhớ vợ mày rồi à? Tiền. Tao lại bắt trước Nga Bắc. Vẫn giả nhưng mà còn lâu tao mới giả. Thế đến Tết giả anh được. Tết còn lâu, 2 cái Tết nữa. Làm phải cho anh xong à. Em chào bác sĩ Dũng. Ấy em đang trồng mai ở cái khu này anh ạ. Em trồng 3.000 cây ở khu này. Hôm nay anh ra Lào Cai chưa? Mấy hôm nữa mà ra Lào Cai thì anh em mình uống rượu anh nhá. Mấy hôm nữa là em ra ngoài Lào Cai ở hẳn rồi. Đúng rồi. Tiếc rút dây ra. Đoạn kia thì không phải tưới, cây đào Thất Thốn này không phải tưới. Bên kia không phải tưới, tưới mới trồng hôm nay thôi. Để cho nó chắc chắn này. Xem đoạn nối của nó đâu. Không phải bọn này nó đang ấy vòi ở đấy rồi gì ấy. Đang có lược ở đây rồi đúng không? Đấy kéo ra xem đoạn nào nó lối.
Thế anh, em mẻ mấy hôm nữa em mới ra đấy. Bây giờ ở nhà còn nhiều việc quá. Em đang để cho anh em nó trồng cây mai nè. Hết cái to bên trong rồi chưa? Bây giờ đâu cái nhỏ đúng không? Thế vậy còn hơn 1000 cây nhỏ ấy đúng không? Tưới bao cả cái kia cho nó nha. Tưới cả bó cây cho anh. Lấy lọ mới ra nhá, lấy lọ mới bên kia ra. Bảo cho nó phải lắc đều nhá. Ơi,